Các bạn ơi, các bạn đâu rồi? Hãy quay trở lại xem buổi soi cầu và dự đoán kết quả số miền Nam và miền Bắc chuẩn nhất hiện nay trên kênh Chí Thanh Vlog của mình nhé. Ngày mai thì đài miền Bắc ngày 21 tháng 9 thì trên kênh Chí Thanh Vlog của mình sẽ dự đoán những cặp số và con số của đài miền Bắc cho các bạn nào thích bao lô, số đá và đánh xỉu chủ nha các bạn. Các bạn hãy tin tưởng và ủng hộ cho kênh Chí Thanh Vlog của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Con bạch thủ của đài miền Bắc thì mình dự đoán con số là 44 nha các anh em. Trong khi đó lô song thủ thì mình dự đoán con số là 37. Và con số 73, một cặp số rất đẹp phải không các bạn? Các bạn hãy sử dụng những con số này để đánh bao lô và đánh xỉu chủ luôn nha các bạn. Còn lô ba con của đài miền Bắc cho ngày mai ngày thứ tư thì mình dự đoán con số là 5 6 5. Mình xin lưu ý đối với mọi người là trên kênh của mình thì những con số mình phanh tròn là những con số có khả năng tỷ lệ ra cao nhất trong ngày do kênh của mình nghiên cứu. Và những con số này thì mình đã xin lọc ông thần tài thổ địa rồi nha các bạn. Các bạn hãy tin tưởng vào những con số mà do kênh của mình ghi nha. Chúc các bạn may mắn, hẹn các bạn gặp lại vào buổi soi cầu và dự đoán kết quả số miền Bắc ngày mai ngày 22 tháng 9 nha các anh em. Hẹn gặp lại các bạn.